Chương trình Ngày mới sáng nay tiếp nối với những dòng thông tin nổi bật trên các trang báo. Thưa quý vị, liên quan đến biên chế và cải cách tiền lương, báo Dân Trí có bài phân tích. Sau một thời gian chờ đợi khá dài, lương của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị nước ta sẽ được cải cách một bước cơ bản từ tháng 7 năm nay. Những lần nâng mức lương cơ sở kiểu này thực chất chưa đủ để gọi là cải cách tiền lương, bởi phần đông cán bộ công chức viên chức vẫn không sống được bằng lương. Cũng vì vậy mà bài viết cho rằng xu hướng cải cách tiền lương tiến tới sao cho cán bộ công chức viên chức đủ sống bằng lương là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, nếu xem xét ở góc độ tổ chức bộ máy và biên chế ở nước ta, thì câu chuyện cải cách lương nên như thế nào cũng là vấn đề đáng suy nghĩ. Theo báo Dân Trí, xét trình độ trên văn bằng, chứng chỉ thì đội ngũ cán bộ công chức viên chức nước ta đạt mức độ mà nhiều nước có nền hành chính phát triển cũng phải thán phục. Tuy nhiên, năng lực thực sự của cán bộ công chức viên chức lại không được như vậy. Người làm việc tốt đang phải gánh thêm công việc của những người làm việc không tốt, trong khi lương hầu như không cải thiện bao nhiêu. Từ những vấn đề về biên chế và lương cho thấy, chúng ta cần nghiên cứu những biện pháp đồng bộ nhằm gia tăng đáng kể tác động của cải cách tiền lương, như giảm bớt các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện, cơ cấu lại đội ngũ, đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ năng lực, tăng biên chế cho những cơ quan, tổ chức thực sự cần tăng. Báo Thanh Niên có bài viết cho rằng dù không phải là nước đi đầu, nhưng Việt Nam đã bắt nhịp khá nhanh với xu thế tăng trưởng xanh. Không chỉ những chủ rừng đang tích cực mong được tham gia bán tín chỉ carbon, nhiều doanh nghiệp cũng đã và đang triển khai sản xuất kinh doanh theo xu hướng này. Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà bản thân xu hướng xanh cũng tạo ra giá trị vật chất có thể đo lường được. Minh chứng rõ ràng nhất chính là chuyện bán tín chỉ carbon rừng. Theo báo Thanh Niên, Việt Nam mới chỉ trong giai đoạn của thị trường carbon tự nguyện và cũng mới chỉ tập trung ở một số ít lĩnh vực như lâm nghiệp, nông nghiệp, năng lượng tái tạo mà chưa phủ rộng sang nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác. Vì thế, giá trị thu về còn rất khiêm tốn. Trong khi đó, xây dựng giao thông, sản xuất công nghiệp, du lịch dịch vụ đều có dư địa và tiềm năng rất lớn. Khi chuyển sang sản xuất xanh, ban đầu doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra chi phí không nhỏ để đầu tư dây chuyền công nghệ. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, đây chính là yếu tố làm chậm lại quá trình chuyển đổi của nhiều tổ chức. Tuy vậy, tăng trưởng xanh chính là xu thế tất yếu và giá trị của màu xanh chính là tiền tươi, thóc thật. Liên quan đến tình trạng phim lậu, báo Lao động cho biết, các nhà làm phim kêu trời không thấu bởi vì các sản phẩm điện ảnh của họ bị các loại ăn cắp. Vâng thưa quý vị, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là có thể quay lại những scene độc đáo của bộ phim, sau đó thì chế biến giới thiệu trên kênh riêng để câu view, câu like. Kênh riêng lại được khai thác trên các nền tảng khác, cũng là sản phẩm của thế giới công nghệ. Theo báo Lao động, bỏ tiền ra mua một chiếc vé vào rạp xem phim là thể hiện văn minh. Nhiều người cùng có trách nhiệm với nghệ thuật điện ảnh là xây dựng một cộng đồng văn hóa, nâng cao dân trí. Ai cũng có thể nói về lòng yêu nước, nhưng đôi khi việc tẩy chay phim lậu lại không kiên quyết. Đừng nghĩ yêu nước là phải làm việc gì to tát, mà chỉ cần ủng hộ việc đúng, quay lưng lại với điều sai. Nhưng ngoài kêu gọi một cộng đồng văn minh ứng xử có trách nhiệm với công nghiệp điện ảnh, báo Lao động cho rằng cần phải có bàn tay của các nhà quản lý trong việc kiểm soát xử lý các kênh chiếu phim lậu. Có pháp trong tay, cứ thẳng tay mà xử, nếu không thì các nhà sản xuất biết cậy vào ai. Nói đến lối sống tiêu xài hoang phí, báo Vietnamnet có bài viết phản ánh thực tế. Không phải chỉ các gia đình, các cá nhân giàu có mới có lối sống tiêu dùng sinh hoạt hoang phí. Trong rất nhiều trường hợp thì chính các gia đình chưa thoát nghèo hoặc chỉ có đời sống vật chất khá hơn một chút so với mức nghèo cũng đã hoang phí. Biểu hiện của lối sống xa xỉ hoang phí rất là đa dạng. Có thể là lối tư duy, no dồn đói góp, bình thường thiếu thốn không có gì ăn. Đến khi có thì ăn uống linh đình, khiến thức ăn thừa mứa, hư hỏng. Chuyện hoang phí của những nhà chưa giàu thường gắn với tâm lý sĩ diện, muốn dùng hình thức bên ngoài, các công cụ, phương tiện vật chất để đổi lấy sự quan tâm, ngưỡng mộ, thán phục, tôn trọng của người xung quanh. Báo Vietnamnet cho rằng, nếu nhìn thẳng vào sự thật, không phải khi nào nghèo khó cũng đi kèm với chăm chỉ, tự trọng và có chí tiến thủ. Đôi khi, trong nhiều trường hợp, nó lại song hành với sự trụy lạc, mất phương hướng và bế tắc. Bài viết đưa ra lời khuyên, giàu có, sống xa hoa với tiệc tùng đã là điều không tốt, nhưng chưa giàu hay đang sống trong nghèo khó mà say sưa với ăn nhậu triền miên là điều rất dở và rất đáng trách.